anh chỉ cho như kiểu cách đọc của thầy. Cũng chưa đủ vãi đâu. Nó thật ra đấy. Đấy, nó kiện như thế. Sợ nó ký được ngắn, nó chưa đủ vào. Thì cái này cũng không khó khăn lắm mọi người. Quan trọng là khi đọc ý mình đây cho cất tay đi. Chỉ có thế này thôi. Đấy, chỉ đi. Bởi vì cái này nó chưa đủ vải. Đấy, nó chỉ thế này thôi. Nếu mà ngồi chết đừng, nó chưa đủ vải đâu. Đó. Kiểu thế. Đấy. Nó chưa đủ vải. Không phải máy thêm nữa. Nó hơi ngắn ấy. Nên em thoát mới để đắp. Ngủ năm ngủ đắp thôi. Đó, nó kiểu như vậy ấy. Đọc thế nó dê mà. Đây chỉ khác cái đoạn này là của thầy là khác với Nam Tông là cái đoạn này. Nhiều người phải để ý ra thì mới ấy được. Đấy. Thế là đáp ý như kiểu của thầy đấy. Của thầy tuế. Nó như thế thôi, có gì khó đâu. Nó như kiểu vậy đó. Nếu mà nó chưa đủ vải. Nó chưa đủ vải đâu. Đấy. Đọc cái chưa có. Đấy. Đó, đây thế này là nó chưa đủ vải. Nó phải thế này muỗi nó còn đột nó đột đấy muỗi đấy phải đang thiếu vải mọi người. Đấy.
thì ý, đấy, ý nó như vậy đấy. Đây, thôi sẽ thấy ở cầm cái này là nó như cái voi của con voi á, thì luôn yêu thích để lâm minh luôn tỉnh giác. Đó. Ý này là vô sánh thiệt, nhìn ý của thầy thì vô sánh thiệt kể ra ngủ ra thì vô sánh mới thiệt kể ra. Rồi là nói chung ai có thể bên nhà bố mẹ thầy nhìn kỹ cái ý thì có thể ngủ ra cái điều gì đấy để từ thiệt kể ra được, tùy theo hành nguyện của mọi người. Đó. Nó ít vải quá nên nó chưa đủ vải kiểu vậy. Đấy, chết thủ vài. Nó không đủ vải mọi người ạ. Thế nên nó thế này thôi, vô thánh thảo rá nhá. Chứ không đủ vải đéo vào, mang vào nó không được oanh như tế hành gì ạ. Kiểu như thế này nó ấy, đấy là chỉ cho những người họ chưa ấy á, họ cho chết cái bài tập ý á. Đó, ý như thế lại cái vải đó, thêm một cái tắng da lê nữa là để ở trên này, một cái tắng da lê là để ở trên vải này. Buổi tối nếu mà ngồi thiền á thì mọi người cầm cái ý tắng da lê trùm lên đến đâu nhưng ngồi như thế này ngủ thôi, ngồi như thế này bắt đầu là mới đâu ngủ với sơ nước miếng nó ra thì mọi người ngả cổ ấy này. Đó, kiểu ngả cổ để cho khỏi nước miếng ra, không có bị cháo mất. Đó, kiểu như vậy. Cái gì này? Đấy, nó như thế. Tại sao, không biết sao cái lái của em bị báo cáo gì ấy, chứ như có vi phạm gì không mọi người. Đấy, thì nó như thế này thôi. Đó, nó đơn giản như thế. Thế nào mà nó nóng đấy, kiểu thế đỡ mũi cắn thôi chứ con ấy thì không phải đọc gì đâu đấy. chưa xuất giá nên làm ý vậy thôi. Làm ý vậy thì có mũi hay gì thì mình đắp lên mình nằm ngủ. Đắp lên đi nằm ngủ. Ồ, sao cái TikTok của em nó bị hái giới hạn nhỉ? Nó bị giới hạn đấy mọi người ạ. Chữ nguyện của anh vừa thành được đi cùng sư phụ lớn quá mà do nhân duyên chứ tiếc gì. Theo em nghĩ thì cái nhân duyên á thì đối với bản thân của vô sánh thì vô sánh nghĩ là tu tại gia hay là tu xuất gia cũng thế, nếu xuất gia thì phải tinh nghiêm cho thật tính tấn, vì cái người mà xuất gia là họ có đủ điều kiện thuận lợi, chỉ có mỗi suy nghĩ để tu tập thôi. Còn người ở tại gia thì vô sánh nghĩ nếu mà một người ở tại gia mà người ta cố gắng giữ gìn giới với tấm như xuất gia thì vô sánh nghĩ chắc là chư Phật cùng soi đường chỉ lối để đạt được những cái thành tựu nhất định chẳng hạn như ấy. Đó, còn tu tại gia thôi. Thế còn đủ duyên lành mọi thứ thì khi ấy mới đủ phước báo mọi thứ thì mới đi xuất gia được. Còn nếu không xuất gia được thì sượt ngay độc cư như thế này, hoặc là tập hạnh phúc với một mình khác với là ngồi một mình trầm cảm này mọi người nhá. À, mọi người cứ kiểu như vậy á, ở đâu đều tu được hết. Theo đúng rồi, An Diệu Thánh nói đúng đấy, xuất gia hay là tài gia đều tu được hết. Đấy, cái điều quan trọng là ở cột lõi là mình quản cái tâm của mình như thế nào. Chẳng hạn như ngồi ở đây này thì mọi người ngồi ở đây mọi người thiền, mọi người lúc mà nó rơi vào khoảng trống rỗng á
mọi người thấy tiếng nhiều đấy, tiếng tắc kè hay tiếng gì nhiều nó kêu rè rè như thế, nó xém cái tấm của mình, nó khởi cho mình bao nhiêu cái tấm sợ hãi. Đừng có nghĩ như vậy, nhưng mà cái tiếng này nó làm cho mình khởi sấn đấy mọi người ạ, nó làm cho bản thân khởi sấn đấy. Cứ nghe chạch kiểu nó không ngủ được á, nó khởi sấn đấy. Còn ở xuất gia thì người ta có phước báo nhiều hơn thôi. Người nào mà đã xuất gia là phước báo nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Còn người ở tại gia thì tùy theo hành nguyện. Anh bộ sánh ngồi thiền đã vào đình được chưa ạ? Em chưa vào được đình gì hết ạ. Ngồi cho vui vậy á, ngồi tập ngồi kết gia như thế này cho nó vui vậy á, chứ đình đâu chưa vào được đình gì hết, đình được chưa vào được. Chí phát nguyên lớn nó đời nửa kiếp đủ phước được gọi là sa môn. Cái đấy thì trong kinh pháp cũ có nói rồi. Nếu mà thân chưa rơi uế trược á, mà xuất gia thân chưa rơi uế trược mà xuất gia mà chưa đủ dù được giới hành thì cũng không gọi là sa môn. Nếu mà người ở tại gia mà gìn giữ đủ giới hành mà làm nhiều việc bố thí hành thiền thì nó cũng được coi như là đệ tử của Phật rồi. Mà theo vô sanh cảm nhận nghĩ như vậy, còn đúng hay sai thì cái đấy cũng biết được. Còn nếu chưa đủ duyên thì mọi người cứ ước nguyện thế nào thì cũng một kiếp đủ duyên để mà đi hành trì thôi. An lạc nhỉ, cùng an lạc, cùng hạnh phúc. Bao giờ vô sanh diệt sạch. Cái này hiểu duyên nhá. Bởi vì cũng biết nữa, vài hôm nữa có thể là vô sanh sẽ độc cứ vài ngày, nên là có thể là cũng không lái kiếm gì á, có thể là cũng chưa biết được. Em hay nổi sân với loạn tâm buồn lắm. Ôi, cái nổi sân với nổi sân này phải có cái mình tìm mình nguyên nhân là sao mình nổi sân á, vì cái điều gì đấy, vì cái điều ấy nó có tốt không, nên mình quản từ từ. Điều ấy nó làm mình tại sao phải đau khổ như vậy, thì mình tìm cái phương pháp, mình giải tấm từ bi đến cái điều sân ấy, thì mình không muốn dây dưa với cái nhân duyên sân ấy á. Đang học sách không vô sánh. cái đấy thì nhân duyên ạ. Vô sánh nếu viết thì cũng ngắn gọn, cũng chỉ kể lại chứ vô sánh biết văn không được giỏi, mà cũng chỉ có kể lại thôi. Nổi sân với quáng con nửa trên mạng, chỉ nổi sân với con khôn. Cái này là lời thầy đã từng chia sẻ với vô sanh, là khi mà mọi người có một vị sư phụ mà thấy người khác nói cái vị sư phụ ấy không tốt, thì trong cái tấm của mình là sẽ khởi sân với cái người khác. Mình không nên khởi sân với họ làm gì cả. Mình đừng có khởi sân với họ làm gì cả. Mình cứ nghĩ đó là quán, đó là vô thương thôi. Đó là cái bản tính của con người mà. Bởi vì họ theo ai họ cũng muốn những người đấy tốt. Còn mình tốt hay không là nằm ở cái điều đấy. Thì mình cứ nghĩ rằng là sư phụ của họ hay là sư phụ của mình cũng vậy, cũng đều là những cái nhân duyên bắt gặp đến cuộc đời cả. Mình đừng có sấn với họ, bởi vì dù sao họ cũng mình khởi sấn với họ là mình tạo thêm cái mối nhân duyên đấy, khởi duyên thêm á, như kiểu sinh khởi những cái duyên không tốt. Mình đừng có khởi sấn, mình khởi quản thế. Còn họ nói gì kể họ, cái từ cái nhân quả ăn đến với họ kiểu vậy á. Chẳng hạn như mình thấy họ nói xấu sư phụ mình, thì tự nhiên mình sấn với họ, nên mình tự nhiên tạo một cái nhân duyên sân hận giữa mình với họ. Sáu đời sáu nữa nó cứ liên miên mãi, nên không tốt, nên là thành ra thôi.
Trần Thế Như rồi. Em không biết tại sao cái loại này em thấy mấy giới hạn đấy, hai giới hạn gì đấy em không biết. Tốt nhất Trần nhỉ. Ờ à, mình tập cái tấm hồi xưa em chế biệt Trần TikTok em cũng khá Trần, nhưng mà sau em ngồi thiền em suy nghĩ lại, đừng có Trần kế đi, mình không chán, mình tập cái tấm của mình xem đến khi nào mà mình nhìn thấy mấy cái dòng chữ ấy mình không sân nữa, và mình thấy vào đấy là mình thương họ chứ mình không sân. À, tập cái khám nhận đến mức như vậy thì sáu nửa máy mà có đi ra ngoài á, có đi ra ngoài hay là gì đấy, mình gặp những cái trường hợp nó còn làm mình khởi sân hơn nữa, thì mình sẽ để xem cái tấm mình nó có bị sân hận, nó làm cho mình mất cái hành vi kiểm soát giữa lời nói với hành vi á, thì mình kiểm soát nó, mình kiểm soát nó kiểu như vậy á. Hơi lành mọi người ạ, xin phép em tung cái đấy cho đỡ lành. Nó đỡ lành. Đấy kiểu như vậy. Mọi người có ai có câu hỏi gì hỏi không ạ? Để hãy là có người nào đang rảnh ngồi thiền, ngồi dầu vui. Quán với cái nỗi sân hận, tại sao xuất phát từ sân? Mình cứ giữ giới, mọi người giữ giới là sẽ đoàn được cái tham. Theo vô sanh nghĩ là giữ giới nó sẽ đoàn được cái tham, nó đoàn dân cái tham. Mà khi mà đoàn dân cái thám rồi, có cái giới rồi thì chắc chắn sẽ có cái định. Mà có cái định lực rồi thì chính cái định ấy sẽ là đoàn cho mình được cái sân. Đấy. Rồi khi mà có giới có định rồi thì mình sẽ phát sinh trí tuệ. Mà phát sinh trí tuệ rồi mình sẽ đoàn được cái sĩ. À, giới định tuệ đoàn thám sân sĩ. À, vậy kiểu như vậy á. Đợt anh đọc kinh Nikaya cái giá có giác ngộ được điều gì? À, cái giác ngộ ấy em không rõ, cứ đọc vào nó ngấm được như thế nào thì như vậy á. Quan trọng là cái cách hành trì, đọc một phần, nhưng mà khi mà mình hành máy mắn về được đấy, mà mình nghe được Phật A Di Đà thuyết pháp. Mọi người chứ biết đâu có khi nhờ nguyên lực của Đức Phật á, chư Phật á, chỉ cần nghe một bài pháp mọi người cũng có thể đắc được quả A La Hán hay là nhập lưu hay bất bản lai gì đấy. À, nguyên lực nó mạnh lắm, nên là mỗi người có một nguyên lực. Mỗi người có một nguyên lực. Vô sánh phản nguyên về đấy. Còn thầy Tuệ thì hồi xưa vô sánh hỏi rồi. Thầy hỏi này, vô sánh hỏi này, thầy có phản nguyên về đấy không? Thầy bảo không. Thầy tu ở dưới quả trái đất này. Thầy bảo là thầy tu ở dưới quả trái đất này. Sau khi có xả bỏ thân nữa thì thầy cùng tu tiếp, tu cho đến khi gặp được ngài Metta Giá Thọ Ký cho thầy bảo thế. Nếu mà chưa thành Phật thì cố gắng gặp được ngài Metta Giá thì ngài Thọ Ký cho, còn không thì vẫn cứ tu tiếp thế. Còn vô sánh thì sợ là đời này thì không biết như thế này, đến đời sau ấy lỡ mình có cây phước thì mình lo ăn chơi xá đọa để quên mất tu tập, hoặc là đời sau mình đọa dưới địa ngục rồi mình cũng biết bao giờ mình ngóc lên được, hoặc là lên cõi trời mình lo ăn chơi chỗ này sang chơi chỗ khác. Ở cái cõi trời mà người biết ấy, chơi đang đông quên mất đang tấy, chơi đang tấy quên mất đang đông á, thì đâu nhiễm tu tập được nữa, nên thôi hồi hướng về cõi Tây Phương. Dù cõi Tây Phương tuy là lâu dài nhưng mà chắc chắn sẽ thành Phật. Nhưng mà hồi đấy thầy Tuệ có bảo với vô sánh rằng là nếu mà về Tây Phương cái kiếp, cái kiếp cuối cùng để thành Phật là cũng phải xuống dưới quả địa cầu này. Đấy là thầy Tuệ bảo với em thấy, nếu có về Tây Phương cái kiếp cuối cùng mà để thành Phật là cũng về tại quả địa cầu này, và khi ấy là có thể là cứu độ những cái nhân duyên của những cái kiếp mà như mọi người cùng về vô sanh đấy này. Đó, kiểu như vậy thì nó tốt đẹp.
nó tốt đẹp như vậy đấy. Nói chung là đến cái ngày cuối cùng là thầy bảo với vô sánh là một câu A Di Đà Phật thôi, chỉ có một câu A Di Đà Phật có đầy đủ hết á, giới định tuệ á, tất cả đầy đủ hết ở đấy. Là bởi vì thầy biết là vô sánh khi nào cũng hồi hướng về đấy, công tu thế này. Mọi người có thể tập khoảng thời gian này, mọi người tập ngồi thiền được này. Ngồi mọi người để tham sáo thoải mái là được, tái thẳng chấn thẳng. Tái thẳng hay chấn để kiệt da, để đấy. Đấy. Bắt đầu mọi người mùi quá thì mọi người để tay thế này. Nếu mà mùi quá thì mọi người để thế này. Kiểu như vậy để cho nó đỡ mùi thôi. Để mùi mọi người bắt đầu kiểu vậy. Để tay thế này nữa là mọi người tập ngủ ngồi hoặc là gì đấy. Nếu mà khoan đã cứ tập ngồi kiểm tra cho lâu đạt này, hay tập ngủ ngồi. Tập thế này đây, nếu mà ngủ thì mọi người cố gắng thế này đó. Kiểu như vậy, mọi người cứ nằm ngửa lên để cho khỏi cái nước miếng nó chảy ra, cái dục của thể gian nó chảy ra đấy. Chứ đừng có gieo thẳng này, nước miếng gieo thẳng, nếu mà cúi đầu xuống thế này là ngủ nó dễ bị thế này. Nó cứ cháo cháo thế này, nó cứ cháo cháo thế ấy, nó cháo khó đình lắm. Em không biết, không thấy ai bình luận cả, mà cũng không thấy người xéo. Nói chung là nói chuyện với một người cùng được, nói chung hiểu duyên, chia sẻ để cùng tu tập. Kiểu như vậy. Nghĩa là chủ yếu như kiểu mình ấy hay. Từ nói một mình như vậy. Không sao hết, vui vẻ là chính. Hoan hỷ để mọi người cùng tập. Mọi người nhớ mùng 8 tháng nay, mọi người nhớ hành trì bát quan tái giới nhá, cố gắng. Vô sanh mới tìm ra một phương pháp. Cái này vô sanh suy nghĩ thôi, chứ mà không biết nó có. Cái này không phải truyền bá linh tinh bày bạ, mà do vô sanh suy nghĩ thôi. Trong một thoáng thì vô sanh ngồi suy nghĩ thôi. Mọi người mà muốn hết cái bệnh này bệnh kia, mọi người thử thực hành lạy Phật cộng với uống nước vài hôm, đừng có ăn cơm, uống nước cái vài hôm. Thử xem khoảng gọi là nhìn đi khoảng 2-3 ngày 3-4 ngày gì đấy, chứ không phải là nhìn đi cả tuần thế thôi. Tính đủ sức khỏe đâu, nhìn như thế thì cả lạy Phật nữa, kết hợp lạy Phật nữa. Mọi người thử xem với sức khỏe á, đang bị bệnh gì đấy, xem nó có đỡ không. Đấy là vô sánh suy nghĩ vậy thôi, chứ mà không biết đúng hay sai. Nếu mà đang giữ bát quan trái giới mà đang giữ bát quan trái giới mà vô tình nghe nhạc thì cứ cái tấm mình đừng có tham đắm vào nghe nhạc là được. Cái tấm mình thấy nó an lành, mình không thích cái điều đấy, mình không tham đắm vào cái lời ca tiếng nhạc ấy để nó gây lên sự ái luyến trong cuộc đời ấy. Mình nói là mình cứ nhận dần cái tấm là không thích nghe. Còn cái nhạc là nó chỉ ở bên ngoài á, lục cắn lục tân nó như vậy á. Như thế hơi khó thì phải giữ giới có cái đình thôi. Là khi mà giữ giới có cái đình lực mình rồi thì mình quản được cái tấm chứ. Chứ mà không giữ giới là không được đâu. Không giữ giới thì đấm theo lời cá tiếng nhạc này. Nó tháo. Không sao, bố mình bật nhạc hay là con mình bật nhạc, thế mình tập quán hết tấm không sao hết đâu, cố gắng lên. Mình cũng muốn nghe đó, kiểu mình cũng muốn nghe lắm ấy, mình kiểu vậy, mình cũng muốn nghe kiểu như vậy. Đúng rồi, mình nghĩ tránh niệm liên tục, đừng có để cho nó thất niệm nó dễ gây ra những cái xung đột bất hòa đấy. Nhiều lúc bố đang bật hay là có năng bật thì tự dưng hôm nay tao đang giữ tái giới mà
bật nhạc cũng có cái gì ca hát mà hai bố với con ấy chưa hiểu cái gì luôn đấy, người ta cùng căn cứ khác ấy. Tự nhiên nói thế đấy là sinh ra cãi nhau, mà sinh ra cãi nhau là bắt đầu dần đến sân hận ấy, là đủ thể rừng công đức, mà đủ thể rừng công đức rồi là khi ấy là cái cử chỉ hành vi với lời nói là nó dễ gây tổn thương đến với nhau, mà đã tổn thương đến với nhau nên chắc chắn nó sẽ bất hòa trong gia đình, nó gieo nhiều cái nhân không tốt kiểu như vậy. Sợ bị choáng hoặc ngất gì thì tùy căn cơ, đừng căn cơ mà chưa mạnh tập dần á. Chẳng hạn như tuần này chẳng hạn như muốn nhìn đi 3 hôm, hoặc là chỉ có uống nước 3 hôm rồi cả lấy Phật cho mồ hôi ra nữa thì em nghĩ bệnh tật gì rồi cũng hết. Căn cơ chưa cao thì mình nhìn có 1 hôm 2 hôm kiểu vậy á. Xem hay không miền sáu cái thực ra cũng nên xem, không đi nghe, không cố ý xem nghe mà, không cố ý xem nghe mà cá mùa hát nhạc cố ý xem nghe mà nó trong người có xem rồi. Những ngày trai dậy có được xem điện thoại không? Chị vẫn xem bình thường nhé, xem là phục vụ cho công việc đời sống hàng ngày á, gọi hay là điện thoại trong công việc, nhưng mà nó cũng hạn chế, mình hạn chế cái điều đấy. Sao lúc này lắm mùi thì mới chứ cũng có con mùi nào mọi người ạ. Chắc là nói chuyện với mọi người ôn nào quả mùi nó cũng chạy mất luôn đấy. Mọi người có nghe tiếng dế với tiếng ếch á, tiếng ta ke nó kêu rạt ấy. Kiểu như vậy đấy, nói chung cái sân hận nó ghê lắm. Nó về nó làm cho mình bất đồng quan điểm, hay là làm cho bản thân nó không còn cái lý trí kiểm soát được cái hành vi hay lời nói. Cũng hiểu tại sao mà cái TikTok hay nó hạn chế nhiều ấy nhỉ. Vừa sánh đồng văn phản nguyên những ngày trái giới á. Ngày trái giới thì mọi người ra trước ban thờ Phật, hoặc là đỉnh được ban thờ Phật, quy được ban thờ Phật, hoặc là ban thờ tài giá, nếu mà những vị mà ở trọ mà không có ban thờ ra trước tới này lại ngoài những bạch chữ Phật, chữ Bồ Tát, chữ Thánh Hiền Tăng, con tên là pháp danh là ngày hôm nay thôi, không cần phải đọc ngày tháng gì đâu, bảo ngày hôm nay. Bởi vì thời Đức Phật cũng có đâu ngày tháng, chỉ bảo hôm nay với hôm kia, ngày mai kiểu vậy. Ngày hôm nay con xin được thọ nhận bát quan trai giới, gồm các giới 1 không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Tiếng lái bị hạn chế mọi người ạ, không biết tại sao nó cứ bị hạn chế nhỉ. Nó bị hạn chế gì á, lại bị hạn chế tiếp rồi. Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không cố ý đi nghe các buổi hát nhạc xem nghe, không nằm ngồi chỗ tốt lành, là giường rồng, ghế cáo giường rồng, không ăn quả 12 giờ, đấy, không cố ý trang điểm nghe các buổi hát nhạc xem nghe kiểu vậy á. Thì mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng ở 10 phương giáo hộ cho con. Thì mong chư Thiên, chư Thần Linh, chư Linh Thân hộ trì ủng hộ cho con. Kiểu vậy, kiểu như vậy á. Sao nó hết pin này. Rồi sao con xin đem công đức này hồi hướng đến con đem công đức này hồi hướng về cõi lành, về cõi Ngài A Di Đà quê hương xứ Cực Lạc, hoặc là con đem công đức này hồi hướng cho những thành viên trong gia đình biết đến Phật pháp,
cùng nhau tu tập kiểu vậy, như thế đấy. Mọi người niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được mà ngài A Di Đà Phật được, nói chung là tùy mọi người. À, nó kiểu như vậy á mọi người. Đấy, đấy đấy, xem như là cái chắn của em thôi, cái chắn này ấy chứ cũng ý chứ đủ vài. Ngồi bữa nay thời tiết nó lạnh nên phải đắp lấy mực thị cho nó đỡ lạnh. Ý này ý gia chủ, ý từ máy, ý gia chủ nó khác. Còn ý phần tàu phải rắn vai nhật vải kia. À, sao thế lại nó lại thêm hạn chế gì nữa này. À, nó bình thường. Mấy mọi người nhà vô sánh tập tập TikTok thì tập ngồi kiệt ra thì đã nha. Dạ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà ai phản nguyện về cõi Tây Phương thì cũng hy vọng nó sẽ gặp nhau ở đây. Nếu mà người về trước thì kéo theo vô sánh về theo với, thì hiền như vô sánh với nha. Chào mọi người.